Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, chiều ngày 17 tháng 3, Hội báo toàn quốc 2019 với chủ đề Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân đã thành công tốt đẹp. Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Hội báo toàn quốc năm nay đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 200 đơn vị cơ quan báo chí cả nước. Hàng nghìn lượt người đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo tại hội báo, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Hội báo được coi là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2019. Kết thúc hội báo, ban tổ chức đã trao 76 giải cho bìa báo Tết đẹp, 76 giải cho các gian trưng bày ấn tượng đặc sắc. 43 giải đồng hạng cho các chương trình phát thanh, truyền hình ấn tượng Tết kỷ hợi 2019. 20 giải đồng hạng cho giao diện đẹp dành cho báo điện tử dịp Tết kỷ hợi 2019. 23 giải đồng hạng cho công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí. 49 tác phẩm phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu năm 2018. Khối báo chí quân đội đoạt giải A cho gian trưng bày ấn tượng đặc sắc. Báo Quân đội Nhân dân dành một giải A cho bìa báo Tết đẹp, Hai giải tác phẩm phóng sự về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu năm 2018. Trong đó, một giải C cho vệt bài báo in Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam của nhóm tác giả Đỗ Phú Thọ, Hồ Quang Phương. Một giải khuyến khích cho tác phẩm báo điện tử Bước đột phá trong phát triển kinh tế ở Tuyên Quang của nhóm tác giả Vũ Quang Thái, Nguyễn Xuân Cường. Sau khi kết thúc hội báo, toàn bộ các ấn phẩm trưng bày tại hội báo sẽ được trao tặng cho bộ đội hải quân nhân dân Việt Nam để bày tỏ tình cảm của những người làm báo cả nước với các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.